Vâng, Thịnh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thịnh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, lâu lắm rồi Thịnh Quyền không có chia sẻ một số những cái nội dung liên quan đến câu chuyện của Tỉnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, thưa quý vị. Nhưng ngày hôm nay Thịnh Quyền thấy rằng là đối tượng Đào Kim Lân, cái nhóm luật sư mà bỏ trốn đó, có đưa ra một số những cái nội dung gây ra một trong những cái sự bức xúc khá là lớn, đặc biệt là liên quan đến câu chuyện của cô gái Diễm My. Thưa cô chú anh chị, họ đưa ra một cái công văn thì trong đó ghi là Diễm My đã được xác định là bị tâm thần. Với cái nội dung này họ mang ra họ xuyên tạc, khi mà cho rằng là công an tỉnh Long An xác định Diễm My như thế này như kia, người già gia đình như ông Thắng bà Mai có hành vi gọi là xâm hại đến con gái ruột của mình. Thưa cô chú anh chị, rồi nào là những cái động thái xuyên tạc đến cơ quan chức năng, đặc biệt là công an tỉnh Long An, nói đến cái nhóm luật sư này cũng như là nhóm người bên trong Thiền Am Bờ Vũ Trụ, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái tội danh của họ hiện tại đó thì đã không thể nào mà chối cãi được nữa, thưa cô chú anh chị. Nhưng mà chúng ta thấy là cái điều đầu tiên đó chính là cái sự nhân đạo của nhà nước, nhân đạo của cơ quan chức năng, đặc biệt ở trong vụ việc này đó chính là Long An, thưa cô chú anh chị. Cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy rõ đó chính là cái sự việc của bà Lê Thu Vân. Cho đến giờ này thì bà Lê Thu Vân đó cũng chưa được đưa ra xét xử, bởi lẽ là bà ấy đang bị mang bệnh, một cái căn bệnh hiểm ác, bệnh ung thư gì đó, không biết là thời kỳ nào rồi. Nhưng bữa trước thì chúng ta nghe là cô Lan Ngải Lúa đó, cô ấy nói là thời kỳ cuối rồi, không sống được khoảng một tháng nữa. Nhưng mà đến giờ này thì vẫn bình thường thôi. Thì chúng ta phải hiểu được cái sự lộng ngôn, cái sự láo toét của các nhóm người bên vực cái Thiền Am Bờ Vũ Trụ. Và Thanh Nguyên đánh giá rằng là nếu không có những cái cá nhân này thì có lẽ rằng, đặc biệt là không có mặt những cái đối tượng như luật sư chống phá này nha, cũng như nhóm youtuber mà ngu muội đó, thì có lẽ rằng những người bên Thiền Am Bờ Vũ Trụ họ đã gọi là nhẹ tội hơn rồi. Thưa quý vị, sẽ không đến cái nông nổi như ngày hôm nay đâu, khi mà cái câu chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn chưa đến hồi kết, thưa quý vị. Hiện tại thì rõ ràng người ta vẫn đang làm án thôi, chưa có những cái thông tin chính thức. Và nếu như mà họ gọi là không làm án nữa thì sẽ có những cái thông tin là có đình chỉ hay là không. Nhưng hiện tại thì chưa có thông tin đình chỉ, thì rõ ràng họ vẫn đang tiếp tục trong cái quá trình để mà điều tra bổ sung thêm, để mà có thể gọi là khởi tố về cái vấn đề liên quan đến lừa đảo cũng như là loạn luân, thưa cô chú anh chị. Thì hiện tại là bà Lê Thu Vân bà ấy vẫn đang ở trong trung tâm Thiền Am Bờ Vũ Trụ, cùng với đó là ông Lê Tùng Vân, cho thấy một trong những cái sự nhân đạo rất lớn từ phía cơ quan chức năng đối với nhóm người này. Người ta chỉ ngăn chặn họ với cái hành vi phạm tội mà thôi, nhưng mà nhóm người này thì lại rất là ngông cuồng và nghe theo những cái lời của những kẻ thành phần mà chống phá xuyên tạc để mà họ gọi là chống lại cơ quan chức năng. Chúng ta còn nhớ là tại cái vụ mà xử 331 thì rõ ràng thông tin trước đó thì nhóm người Thiền Am Bộ Trụ họ đã khai nhận, họ đã nhận tội. Nhưng mà sau khi các đối tượng luật sư này họ nhảy vào thì Thiền Am Bộ Trụ họ lại gọi là phản cung cơ quan chức năng, và cái điều đó thì không khiến họ gọi là nhẹ tội hơn mà lại càng nặng hơn, cơ chú anh chị. Và nếu như họ thật sự họ nhận tội, họ khai nhận một cách đàng hoàng không chống đối thì có lẽ rằng cái mức án của họ đã nhẹ hơn rồi. Và nguyên do nó vẫn từ đâu ra, đó chính là những cái nhóm luật sư mà khốn nạn này, thưa quý vị. Như là Đào Kim Lân, như là Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miến, họ lợi dụng cái câu chuyện của Thiền Am Bộ Trụ nhảy vào xuyên tạc nhà nước, kiếm trục lợi cho mình về cái vấn đề tiền bạc, rồi sau đó thì tù ai ở, tội danh ai nhận, những người bên trong Thiền Am Bộ Trụ mà thôi. Đến bây giờ mà những người yêu thương miệng nói ra rằng là yêu thương Thiền Am Bộ Trụ mà vẫn chưa nhận ra cái bộ mặt thật của các con người này, kể cả những đối tượng hiện tại vẫn đang nói rằng là yêu thương Thiền Am, như là chị Thủ Kho Điện Lực, Nguyễn Hồng Sơn, rồi vân vân các kiểu, một số những cái đối tượng khác họ vẫn đang lợi dụng Thiền Am Bờ Vũ Trụ để mà trục lợi, đặc biệt là những cái hình ảnh của những đứa nhỏ, thưa quý vị. Một trong những cái cá nhân mà luật sư mà mình thấy rằng đến giờ phút này vẫn còn dùng hình ảnh của những đứa trẻ để mà đăng lên mạng để mục đích gọi là câu view, gọi là kiếm mạnh trừng quân. Một trong những cái điều cực kỳ khốn nạn vô cùng đó chính là chị Thủ Kho Điện Lực, thưa cô chú anh chị. Ngày hôm nay tôi có vào Thiền Am chụp hình với đứa nhỏ đăng lên, rồi bắt đầu là như thế nào chúng ta có thể hiểu được rồi.
là mạnh thường quân đổ tiền vào, thấy thương mấy đứa nhỏ vân 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 các kiểu. Hình ảnh của những đứa nhỏ vô cùng nhạy cảm thưa quý vị, để mà kêu gọi đóng góp thì trong đó chúng ta hiểu rồi. Thì chị Thanh Trần đó, chị thủ kho điện lực đó, bắt đầu là 1.000 đô thì cũng được vài trăm đô để mà ăn sáng vân vân. Chúng ta còn nhớ rằng là Thanh Trần cũng là trong cái danh sách 8 luật sư được một số những mạnh thường quân gửi tiền về chia chác với nhau, ăn chia không đều, bị anh Đào Kim Lan anh cổm hết. Đào Kim Lan ăn hết. Đối tượng Đào Kim Lan, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miến là những cái tên gọi là có thể nói là cực kỳ khốn nạn, rất là khôn lanh. Đến giờ này thì trốn rồi, trốn chui trốn nhủi như một con chó thôi cô chú anh chị, nó thẳng là như vậy. Cứ tưởng rằng mình được đi ra nước ngoài là mình ngon. Thưa quý vị, chưa ngon đâu, chưa hết đâu. Khi nào cái câu chuyện Điền Nam Vũ Trụ chưa chấm dứt thì các đối tượng này vẫn hàng ngày trốn chui trốn nhủi như một con chó thôi. Các đối tượng mà khốn nạn, các luật sư này nè. Thật ra mấy thằng này đó, mấy thằng luật sư đó cô chú anh chị, bây giờ là cũng không gọi là còn tôn trọng gì những người lớn tuổi hay luật sư gì nữa cô chú anh chị. Bởi lẽ những đối tượng này nó lộ ra hết những cái bộ mặt thật của con người của mình rồi. Đó là những kẻ gọi là phản bội tổ quốc, những kẻ gọi là vì cái gọi là cái đồng tiền đó, vì đồng tiền đó họ có thể sẵn sàng bán đi tất cả. Những cái nội dung mà ngày hôm nay họ đưa đi ra đó là cái câu chuyện mà Diễm My là một trong những cái điều mà có lẽ rằng trong cái drama Thiền Am Vũ Trụ, gia đình của ông Thắng và Mai là một gia đình đáng thương nhất trong cái câu chuyện này thưa quý vị. Một cô con gái đang còn tuổi mới lớn mơn mởn một tương lai đi du học, một tương lai rộng mở vô cùng, nhưng mà khi quen biết những nhóm người bên trong Thiền Am Vũ Trụ, tan nát cả một đời, gia đình tan nát hết, ba mẹ thì cũng bây giờ cũng gọi là dính vào những cái ồn ào, hàng ngày vẫn bị các đối tượng này lên để mà dùng cái câu chuyện chửi bới và xuyên tạc. Thông tin khá là bất ngờ khi mà câu chuyện mà tên đối tượng Đặc Kim Lân đưa ra với cái nội dung là Diễm My bị tâm thần. Thì thật ra đối với cái vấn đề này Thanh Nguyên cảm thấy rằng là khi mà gia đình đó xác định Diễm My bị tâm thần, khi mà ở bên trong Thiền Am Vũ Trụ rồi cô chú anh chị, có nghĩa là khi mà họ đón nhận con gái mình trở về nhà và lúc đó là nói nó không nghe nữa rồi, lúc nào tâm trí lúc nào cũng gọi là nhớ nhung ở bên trong Thiền Am Vũ Trụ, thì chúng ta có thể hiểu được rằng ông Lê Tùng Vân này đã dùng những cái thủ đoạn gì đối với Diễm My. Không có lý do gì một cái cô gái mà bình thường rất là ngoan ngoãn, rất là nghe lời, tương lai rộng mở, nếu như quả thật không có một cái tác động gì đối với Diễm My thì đó là một câu chuyện dường như không thể nào tin được các chú anh chị. Nếu như những người bên trong Thiền Am Vũ Trụ không có tác động gì đó để khiến cho tâm thần, cái tinh thần của Diễm My nó có vấn đề thì sẽ không có những cái câu chuyện nó xảy ra, cãi lời ba mẹ, ngang ngược, cố chấp, thậm chí có thể gọi là nhảy từ lầu 2 xuống để có thể trốn ra khỏi nhà, tố cáo cha mẹ mình trên không gian mạng một cách như vậy. Thì thử hỏi cô chú anh chị, chúng ta có tin được hay không? Thật ra những cái đối tượng các mang danh gọi là luật sư này, những cái kẻ này họ đều biết hết, họ đang mong muốn để mà có thể tìm một cái tấm vé để tị nạn, chứ hiện tại họ chưa có tấm vé tị nạn. Mấy thằng luật sư này nè cô chú anh chị, bây giờ vẫn chui rút như một con dòi mà thôi, không dám công bố cái địa chỉ. Bây giờ ra nước ngoài rồi đó, nhưng mà vẫn chưa dám công bố cái địa chỉ mình là ở nước này nước kia, ở đâu, địa chỉ như thế nào, số nhà ra làm sao, dám công bố địa chỉ lên đâu. Nếu mà công bố địa chỉ ngay lập tức thì mình nghĩ rằng về phía bên đại sứ quán của Việt Nam tại các quốc gia đó ngay lập tức yêu cầu trục xuất ngay trở về gọi là Việt Nam mà thôi. Chúng ta có hiểu nếu mà trục xuất về thì cái điều đầu tiên, cái tội danh đầu tiên là cái gì rồi, đó chính là tổ chức vượt biên nè, là cái thứ nhất. Hoàn tất cái câu chuyện của Thiền Am Vũ Trụ nữa thì 331 rồi cho đến 117 là không thể nào thoát các đối tượng này rồi. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là Đào Kim Lân, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miến vẫn tích cực để mà chửi bới, để mà xuyên tạc, xúc phạm cơ quan chức năng tại Việt Nam. Bởi lẽ cái điều đầu tiên đó, bây giờ chúng chui chúng nhủi bị một được một cái tổ chức nào đó đó, tổ chức ngầm đó cô chú anh chị, họ gọi là cho chỗ ăn chỗ ở chờ cái tấm vé đó, thì phải chửi thôi, nó ăn cơm chúa mà phải múa thôi.
Chứ bây giờ chúng ta thấy rằng là các đối tượng này đó làm xem YouTube bây giờ đó, ai mà xem nữa cô chú anh chị, ta đã nhận ra được bộ mặt thật rồi. Chỉ đáng tiếc một điều, đó chính là những người bên trong tiền âm vũ trụ họ không nhận ra cái điều đó. Họ vẫn tin rằng các đối tượng này là binh vực họ, bảo vệ họ, vân 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 vân. Rõ ràng chúng ta thấy là một trong những cái điều cực kỳ gọi là bức xúc. Thậm chí bây giờ những cái đối tượng như là Thanh Trần hay là Nguyễn Hồng Sơn, tôi nghĩ rằng về phía cơ quan chức năng, đặc biệt là Long An, nên sớm giải quyết một cách triệt để những cái thành phần gọi là YouTube mang danh là luật sư đó, bảo vệ cho những cái kẻ gọi là phạm tội đó, đặc biệt là tiền âm bảo vũ trụ nè, cấu kết với thành phần một số nước ngoài để mà xuyên tạc cơ quan chức năng đó, cô chú anh chị. Phải cần phải làm rõ những cái vai trò, đặc biệt là Thanh Trần này. Đặc biệt là Thanh Trần hiện tại vẫn còn đang dùng số những hình ảnh để mà kêu gọi từ thiện cho những người bên trong tiền âm bổ trụ. Cái thứ nhất đó, không có lợi lộc thì quý vị thử hỏi đi, một kẻ mà làm công ty điện lực, làm công ty điện lực của nhà nước, sẵn sàng bỏ hết công việc của mình để nhảy vào binh vực một ai đó nếu mà không có lợi lộc gì hay không? Đặc biệt là chị thủ kho này, một cách gọi là quá rõ ràng đến giờ phút này luôn, cho đến những cái câu chuyện mà chuyến đi ra Hà Nội rồi vân 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 vân, giả vờ như mình bảo vệ tiền âm, cứu vớt tiền âm, nhưng mà làm được cái gì trong tiền âm bảo vũ trụ? Chúng ta thấy rồi. Bản thân nếu như những người bên trong tiền âm bảo vũ trụ đó, họ gọi là nhìn nhận đúng sự việc đó, họ không cần bất cứ một luật sư nào cả, không cần những cái kẻ này mà mang giả danh vào để trà trộn vào, sau đó để dùng hình ảnh của họ, dùng câu chuyện của họ để mà kiếm chác thôi. Chẳng ai yêu thương gì tiền âm bảo vũ trụ cả, thưa các vị. Mà những cái câu chuyện mà tiền âm bảo vũ trụ họ phạm tội là hoàn toàn chính xác rồi, không thể nào chối cãi được. Bây giờ có 1000 luật sư vô cãi cũng y án, thưa cô chú anh chị. Không có cái câu chuyện mà phúc thẩm. Giờ chỉ mong một điều là tiền âm bổ trụ họ nhìn ra rõ được sự thật. Và nếu như trong khoảng thời gian tới xét xử cái vụ gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản gì đó, hay là gọi là có luận lương gì đó, thưa quý vị, thì phải họ mới nhìn nhận đúng cái đối tượng để có thể đặt niềm tin, và sau đó là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Thì mình nghĩ rằng là bởi vì những các nhân vật này đó là vẫn còn khá là trẻ, mà các đệ tử của ông Lê Tùng Vân, cô chú anh chị, nếu mà họ biết ăn năn hối cải sớm, quay đầu đó, nhìn nhận ra cái đúng cái sai đó, cô chú anh chị, thì mình nghĩ rằng là cơ quan chức năng cũng sẽ gọi là nương tay để cho họ sớm trở về làm một trong những cái người gọi là hoàn lương, quay trở lại, thưa quý vị. Còn đối với ông Lê Tùng Vân hay cho đến bà Lê Thu Vân, hiện tại chúng ta thấy rồi, rõ ràng là họ đã không còn cái nguy hại cho xã hội nữa. Bây giờ còn ai dám mà đưa con vào bên trong tiền âm bảo vũ trụ để mà cho tu hành gì nữa, cô chú anh chị? Bây giờ ai dám nữa? Cho nên cái câu chuyện mà vì sao đến giờ phút này Lê Tùng Vân cùng với bà Lê Thu Vân vẫn chưa trả giá, đặc biệt là vẫn chưa đền án. Sức khỏe của ông Lê Tùng Vân với bà Lê Thu Vân thì chúng ta phải biết rồi, cũng khá là yếu. Cho nên cái câu chuyện nhân đạo của cơ quan chức năng, nhân quạo của nhà nước đó là có thể nói là rất tuyệt vời, thưa quý vị. Chứ đáng lẽ người khác với những cái tội danh này nghĩ rằng là đã sớm đưa đi chết hay là sống thì nó mặc kệ, vi phạm pháp luật phải trả giá mà thôi. Còn đối với ông Lê Tùng Vân, người miền Nam bảo vũ trụ, chúng ta thấy rồi, họ làm tan nát rất nhiều những cái gia đình. Bây giờ đến những cái câu chuyện con cái của người ta, cái bé gọi là Gia Bảo vừa rồi đó, cô chú anh chị, vẫn còn những cái khúc mắc khi mà đã được trao trở về rồi đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là để lại một trong những cái hệ lụy khá là lớn. Còn những kẻ mà bây giờ vẫn còn đang binh vực cho những cái đám tà đạo với những cái hành vi gọi là loạn luân, mất đi những cái thuần phong mỹ tục, đó là những cái con người mà bán rẻ cái lương tâm của mình, họ không còn là một cái lương tâm của con người nữa, cô chú anh chị. Đó là một số những cái nội dung ở chiều ngày hôm nay Thanh Nguyên cảm thấy rằng là cũng khá là bức xúc với các đối tượng của luật sư này. Họ vì cái đồng tiền mà có thể nói rằng là nhẫn tâm đưa người khác vào trầm, vào đi ở tù đó, cô chú anh chị. Đưa tiền âm bảo vũ trụ đi ở tù xa hơn để đạt được cái mục đích của mình. Mong rằng thì những người bên trong tiền âm bảo vũ trụ họ sẽ sớm nhận ra các đối tượng này. Trước đó thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái đám luật sư này họ nhảy vào thì rất nhiều người đã đưa ra cái dự đoán từ trước, thưa các vị. Nhưng mà gần đây thì nghe mong em là có anh Trịnh Vĩnh Phúc, anh còn ở Việt Nam đó, anh chuẩn bị
anh chuẩn bị là anh sẽ bào chữa cho anh Sĩ đó coi chú anh chị. Thì chúng ta hiểu được rồi. À, để chờ xem anh Sĩ lần này có giống những người bên Thiền Nga và Vũ Trụ hay không, đi xa hơn nha. À, rồi, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngày gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những nội dung video mới tiếp theo. Xin chào. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị. Bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750 ngàn, miễn phí ship. 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750 ngàn luôn, 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một khủ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800 ngàn, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.